thưa quý vị thấm nhuần lời dạy của bác hồ dân vận khéo thì làm việc gì cũng thành công trong những năm qua bằng nhiều cách làm hay sáng tạo thành phố đà nẵng đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo tạo nên sức mạnh tổng hợp lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển các cấp các ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng trên địa bàn thành phố đã có những cách làm linh hoạt, đa dạng, triển khai những mô hình dân vận khéo, thích hợp ở từng địa bàn, từng đối tượng để vận động, thu hút, tập hợp hội viên, đoàn viên, nhân dân, đoàn kết tham gia các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Cái bí quyết của mình thì thái là thứ nhất là con bộ, công bộ nhiệt tình và những cái việc mà người dân thì đồng bọt của họ rất là khổ cực thì làm tất cả các cái vấn đề đó là mình thứ nhất là mình tạm cái biểu dương kịp thời Với lại cái cắm khe cắm khe thứ nhất là cắm khe cái quỷ đó cuối năm là mình cắm khe cái quỷ đó cho tầng tạ người dân đó là thu bao nhiêu góp bao nhiêu còng lại bao nhiêu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó, thì luôn luôn lắng nghe cái 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 cái, 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 cái tiếng nói người dân cho nên là mà giải quyết nó nó phục vụ được kịp thời cho nhân dân à, về những cái nhu cầu bức thiết từ đó mà nhân dân họ có cái niềm tin và chính đó chính là cái động lực à, làm giúp chúng tôi có một cái niềm vui và để chúng tôi à, tiếp tục với công việc của của, của mình khi mà thực hiện nhiệm vụ trên kia. Đến nay theo thống kê, thành phố Đà Nẵng có gần 700 mô hình dân vận khéo, trong đó các quận ủy, huyện ủy đã xây dựng được 482 mô hình trên các lĩnh vực hoạt động. Nhiều mô hình được duy trì thực hiện qua nhiều năm. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, phong trào thi đua dân vận khéo vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, cơ quan, địa phương, đơn vị cần có những cách làm dân vận khéo phù hợp, thiết thực, cũng như nhân rộng, duy trì các mô hình hiệu quả để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Thì thường trực của Ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng cũng như là chính quyền và mặt trận đoàn thể các cấp. À, tiếp tục nhân rộng à, triển khai các cái mô hình dân vận khéo trên địa bàn của quận Hải Châu. À, những mô hình nào hay hiệu quả thì chúng ta tiếp tục nhân rộng lan tỏa, còn những cái mô hình nào mà nó không hiệu quả hoặc đó không còn phù hợp nữa thì chúng ta chấm dứt. Và khi xây dựng các cái mô hình mới á, thì phải đạt được cái tiêu chuẩn 4D, đó là dễ nhớ, à, dễ vận động, dễ triển khai thực hiện và dễ đạt hiệu quả. Giai đoạn 2023-2025, Ban dân vận thành ủy đặt ra mục tiêu là 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương trên toàn thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và phổ biến tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Theo đó, hàng năm phát động xây dựng ít nhất một mô hình dân vận khéo trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực hoạt động công tác của địa phương, đơn vị mình triển khai lựa chọn ít nhất một mô hình tiêu biểu để giới thiệu nhân rộng trên toàn địa bàn và đánh giá kết quả thực hiện vào năm 2025.